Khi chúng ta đeo đồng hồ này rất đơn giản luôn. Đầu dây này được hẳn có đóng lỗ sẵn thì chúng ta chỉ việc xỏ vào và chúng ta sẽ coi vị trí tay chúng ta muốn đeo ở đâu thì chúng ta sẽ đeo ngay ở vị trí đó. Rồi Kỳ Lăng hiện tại là B, vì đây là đồng hồ new nên Kỳ Lăng không có gài vô, Kỳ Lăng vẫn để ráp vào thôi. Sau đó mình sẽ gài lại như thế này. Ở đây mình sẽ có hai bên hông để có hai cái chốt. Mình sẽ nhấn bóp vào để mình đẩy vào. Khi chúng ta gài vào thì hai cái lỗ của cái phần thép này sẽ xỏ vào cái lỗ dây da của chúng ta. Và sau đó sẽ có hai cái lỗ thép sẽ bằng với phần dây da này. Và khi chúng ta cài lại thì hai cái lỗ nó hít vào đây. Nó hít vào đây là cứng. Và chúng ta cài cái chốt này lại là xong.